Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu yếm body cho bé như thế này. Ở mặt trước thì mình có trang trí cái phần nơ ở đây. Phía sau thì mình có làm cài nút để điều chỉnh. Hai phần tay thì có làm dạng bèo le ra như thế này, đây. Hai phần ống chân thì mình cũng viền bèo lại. Ở đũng quần thì có gắn thêm 3 hạt nút để điều chỉnh. Phía sau có viền bo lại để ôm cái vòng mông của bé. Đây, cái mẫu body như thế này thì dụng cụ mình gồm có tông kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm kéo cắt len kim đánh dấu và nút dùng để cài điều chỉnh Bây giờ mình sẽ dùng màu hồng để móc cái phần thân trước đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ nút này móc lên cho mình 66 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau khi móc được 66 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 66 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến khi ta được 8 mũi kép đơn liên tiếp. Sau khi móc được 8 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục móc vào chân móc kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Sau khi móc được hai mũi kép đơn cùng chân móc như thế này, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc kế bên, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì ta được một góc như thế này, đây. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên, móc vào đây một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến khi ta được 14 mũi kép đơn liên tiếp. Cũng móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 14 mũi kép đơn liên tiếp như thế này. Đây, tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc tiếp lên một mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì ta được thêm một cái góc như thế này. Tương tự 14 chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 14 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được thêm một góc như thế này. Tương tự 14 chân móc kế tiếp cũng móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc 14 mũi kép đơn liên tiếp. Sau khi móc được 14 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được thêm một cái góc như thế này. Tiếp tục các cái chân móc còn lại móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, móc cho đến cuối hàng. như vậy là ta đã hoàn thành được cái hàng móc đầu tiên thì khi gặp cái hàng đầu tiên lại ta được một cái phần cổ áo như thế này đây hàng đầu tiên đạo được cái phần cổ áo vuông như thế này tiếp tục móc các cái hàng móc tiếp theo móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái điểm phía bên này cho đến cái chân móc này đây móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc được các cái mũi kép đơn thì chân móc kế tiếp là cái chân móc xích của cái cụm phía dưới này nè đây cái chân móc xích này các bạn móc vào cái khoảng trống này cho mình hai mũi kép đơn tiếp tục móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào cái khoảng trống vừa móc á, móc tiếp hai mũi kép đơn thì ta tạo được một cái góc như thế này đây một cái góc của hàng thứ hai như thế này tiếp tục ở cái chân móc kế bên là cái chân móc này nè đây cái chân móc kế bên này các bạn bỏ qua cho mình và cái móc vào cái chân kế tiếp bên này móc vào đây một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc xét cái chân móc xích ở đây, đây. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc gần cái chân móc xích này thì ở cái khoảng trống của cái mũi móc xích này cũng móc cho mình hai mũi kép đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích và cũng móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn. Thì ta tạo thêm được một góc ở đây như thế này. Đây. Tiếp tục bỏ qua cái chân móc kế bên này và móc vào cái chân kế tiếp á, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc xét cái chân móc xích ở đây ở cái khoảng trống của dây móc xích này cũng móc cho mình các cái góc như thế này đây hai góc ở đây cũng móc tương tự cho mình cái chân móc kế tiếp của cái góc này các bạn cũng bỏ qua cho mình và móc vào cái chân kế bên này đây bỏ qua cho mình móc tương tự cho mình đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng như thế này, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Cũng móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc sát cái chân móc xích này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái mũi kép đơn như thế này thì ở cái khoảng trống của dây móc xích này cũng móc tương tự cho mình, cũng móc vào cái khoảng trống này hai mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích và móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn. Thì ở hàng thứ ba ta được thêm một góc như thế này. Đây, tiếp tục bỏ qua cái chân móc kế bên này. Đây, bỏ qua chân móc này và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại, ở các cái khoảng trống này cũng móc cho mình tương tự để tạo thành các cái góc như thế này. Làm cho đến cuối hàng. Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì ở sát cái cụm này các bạn cũng bỏ qua cái chân móc sát cái cụm này nè và móc vào cái chân kế bên cho mình thì ta được thêm cái hàng thứ ba như thế này. Bây giờ ta sẽ tiến hành nối hai cái đầu dây này lại đây ta đưa hai đầu dây này sát lại với nhau ở cái hàng thứ ba của đầu dây bên này nè các bạn đếm lùi lại cho mình hai mũi móc đâm kim vào cái chân móc thứ ba đâm kim vào đây móc cho mình một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào cái chân móc vừa móc một mũi kép đơn đây móc vào đây một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc xét cái chân móc xích ở đây nè cũng móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc được các cái mũi kép đơn thì ở cái khoảng trống kế bên này cái khoảng trống này cũng móc vào đây cho mình tương tự cái cụm ở dưới này tương tự cụm này cũng móc hai mũi kép đơn sau đó lên một mũi móc xích và cũng móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn. Ta được thêm một cái góc ở hàng thứ tư như thế này. Đây. Thì đây là mặt sau của body nè, cái phần cài nút này là cái mặt sau nè. Các bạn gấp lại như thế này, đây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc các cái phần bèo ở đây, ở hai bên tay như thế này. Ở cái chân móc kế bên của cái góc này nè, đây cái chân móc kế bên này thường thì ta sẽ bỏ qua chân móc này Nhưng mà ở hàng thứ tư này ta sẽ không bỏ qua mà các bạn móc luôn cho mình Móc luôn vào cái chân móc này, móc vào đây một mũi kép đơn Chân kế bên móc hai mũi kép đơn cùng chân móc Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn Chân bên cạnh móc hai mũi kép đơn cùng chân móc Thì ta được các cái cụm chân móc xen kẽ như thế này một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc các bạn móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cái điểm phía bên này cũng móc xen kẽ cho mình một mũi kép đơn và hai mũi kép đơn cùng chân móc móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc sát cái chân móc xích của mỗi góc sau khi móc các cái cụm chân móc như thế này thì ở cái khoảng trống tiếp theo cũng móc cho mình hai mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích, móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn. Thì ta được thêm một góc như thế này, đây. Ở cái hàng móc tiếp theo này nè, đây là cái hàng móc mặt trước của cái phần body á. Đây, các bạn cũng móc vào cho mình, cũng móc vào cái chân sát cái cụm này nè, cũng móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc phía bên này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng như thế này, đây. Thì ở cái khoảng trống kế tiếp á, đây, cái khoảng trống này các bạn cũng móc vào cho mình hai mũi kép đơn. móc lên một mũi móc xích móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn thì ta được thêm một góc nữa hàng thứ tư như thế này ta gặp đôi lại đây là cái phần tay bèo nè thì cái hàng móc tiếp theo này ta cũng móc cái phần bèo các bạn cũng móc vào cho mình cái chân móc đầu tiên này móc vào đây một mũi kép đơn chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn cùng chân móc chân bên cạnh móc một mũi kép đơn chân kế bên móc hai mũi kép đơn cùng chân móc thì ta cũng được thêm các cái cụm chân móc như thế này các bạn làm tương tự cho mình các cái cụm chân móc này cho các cái chân móc còn lại cũng móc cho mình xen kẽ cho đến cuối hàng một mũi kép đơn ở một chân móc xen kẽ hai mũi kép đơn ở cùng một chân móc sau khi móc các cái cụm chân móc xen kẽ cho đến cuối hàng như thế này thì ở cái khoảng trống tiếp theo cái khoảng trống này các bạn cũng móc cho mình hai mũi kép đơn tiếp tục lên một mũi móc xích và cũng móc vào cái khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn thì ta được thêm một góc ở hàng thứ tư như thế này đây tiếp tục móc vào chân móc kế bên này móc vào đây một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến đầu dây phía bên này, các bạn chừa ra cho mình hai mũi móc, móc đến cái chân móc này, đây. Móc đến chân móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở hai chân móc cuối cùng này nè, hai chân móc này các bạn cũng móc song song cho mình với hai cái chân móc của cái đầu dây bên này đây. Ta đưa hai đầu dây sát lại với nhau như thế này. Sau đó đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái đầu dây bên này nè, đây, đâm kim vào đây, đồng thời đâm kim song song cho mình vào cái chân móc ở phía dưới này. Đây, đâm kim song song như thế này. Trên kim có hai chân móc như thế này thì móc cho mình qua đây một mũi kép đơn hai chân móc cuối cùng này các bạn cũng đâm kim lần lượt vào mỗi chân móc để trên kim có hai chân móc như thế này thì tiếp tục móc vào hai chân móc này một mũi kép đơn móc vào chân móc ở đầu dây bên này móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì khi gặp đôi cái phần thân lại ta có thể phân biệt được mặt trước và mặt sau của yếm đây các cái hàng móc tiếp theo thì ta cũng thêm mũi ở cái phần tay bèo móc vào cái chân móc đầu tiên móc vào đây một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến chân móc sát cái chân móc xích nè mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì sau khi móc được các cái mũi kép đơn ở cái khoảng trống tiếp theo này các bạn cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích và móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn. Ta tạo thêm được một góc ở hàng thứ năm như thế này. Ở cái hàng móc ở phần tay này nè, đây cái hàng móc này. Các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Đây, chân móc đầu tiên này nè, các bạn cũng móc cho mình vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh là cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới này nè. Đây, cái chân nằm chính giữa móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Chân kế bên là cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới này nè. Đây, cũng móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. thì ta đã tạo nên được một cái cụm chân móc gồm hai mũi kép đơn mỗi chân móc xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc như thế này đây các bạn móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cũng móc hai mũi kép đơn ở mỗi chân móc tiếp tục là cái chân móc nằm chính giữa của cái cụm chân móc cùng chân phía dưới nè móc vào cái chân nằm chính giữa này hai mũi kép đơn cùng chân móc ta được thêm một cụm chân móc như thế này bốn mũi móc các bạn làm tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối hàng cũng móc cho mình hai mũi kép đơn ở mỗi chân móc chân kế bên là cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á, là cái chân móc này nè cũng đâm kim vào đây và móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới cũng móc vào hai mũi kép đơn và chân móc này làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng thì ở cái phần tay này khi ta gặp lại á gặp lại như thế này thì cái phần tay này nó sẽ có cái độ le ra như thế này đây bèo ra như thế này tiếp tục vào cái khoảng trống kế bên nè cái khoảng trống của cái dây móc xích này nè đây các bạn cũng móc vào cái khoảng trống này cho mình, móc vào hai mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn. Ta tạo thêm được một góc như thế này. Đây. Ở cái hàng móc phần thân trước đây nè, đây là hàng móc phần thân trước nè. Các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc vào mũi kép đơn làm tương tự cho đến cái chân móc sát cái chân móc xích mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mũi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái khoảng trống này cũng móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn hàng móc tiếp theo sẽ là cái phần tay bèo đây cũng móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh là cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, cũng móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng các bạn cũng móc cho mình đến khi ta gặp cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè đây hai chân móc cùng chân phía dưới cái chân nằm chính giữa này nè đây hai chân móc cùng chân thứ hai chân móc nằm chính giữa cũng móc vào cho mình cái chân móc nằm chính giữa hai mũi kép đơn cùng chân móc làm tương tự cho đến cuối hàng Sau khi thêm các cái mũi móc ở cái phần tay đến cuối hàng như thế này thì tiếp tục móc vào cái khoảng trống này, cũng móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn. móc lên một mũi móc xích, tiếp tục móc vào khoảng trống vừa móc hai mũi kép đơn. Ở hàng móc tiếp theo là cái mặt sau của body á, các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên bên này móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích ta gặp đôi cái phần thân lại thì ở hai bên tay nó có cái độ bèo rộng ra như thế này đây nếu các bạn muốn cái phần tay rộng hơn, bèo hơn thì các bạn có thể thêm các cái mũi móc tương tự. Các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc. Ở các hàng móc tiếp theo các bạn làm tương tự cho mình, cũng móc cho mình thêm mũi ở phần tay bèo này, thêm mũi vào cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á. Đây. Móc thêm các cái hàng móc cho đến khi cái chiều ngang này nè, tổng cái chiều ngang này vừa bằng cái vòng ngực của bé thì các bạn ngưng. Móc thêm cho mình các cái hàng móc tương tự. Ở đây mình đã móc thêm được một hàng móc thì cái phần tay bèo nó có cái đường gợn sóng như thế này, đây, gợn sóng lại, gặp đôi lại thì nó có cái độ le ra như thế này. Tổng chiều ngang của các cái khoảng cách ở dưới này nó vừa với cái vòng ngực của bé. Tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến chân móc sát chân móc xích ở đây. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái mũi kép đơn thì ở khoảng trống này, cái khoảng trống của cái góc này nè, đây, cái mũi móc xích này nè tạo ra được cái khoảng trống này. Các bạn cũng móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn. tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Bây giờ ta sẽ tiến hành nối cái phần thân trước và thân sau để tạo ra cái ống tay như thế này. Đây, nối hai cái điểm này lại. Ta đưa kim vào cái khoảng trống kế bên này. Đây. Cái khoảng trống ở cái phần tay này nè. Các bạn cũng móc vào cho mình cái khoảng trống này hai mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Thì ta đã tạo ra được một cái ống tay, một cái ống tay có cái độ le bèo ra như thế này. Móc tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc phía bên này. Cũng móc cho mình một cái chân móc là một mũi kép đơn và mũi chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn ở phần thân trước, tiếp tục móc vào cái khoảng trống kế bên này hai mũi kép đơn. Móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó cũng đưa kim vào cái khoảng trống còn lại, đây cái khoảng trống bên này, cũng móc vào cái khoảng trống này cho mình hai mũi kép đơn. ta tạo thêm được một cái ống tay còn lại như thế này. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì cái độ rộng của phần ngực đã tăng lên được khoảng cách 6 mũi móc như thế này, đây. Bây giờ ta sẽ tiếp tục móc các cái hàng móc ở cái phần thân phía dưới. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc phía bên này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở ba cái mũi móc xích này nè ba cái mũi móc xích này các bạn cũng móc cho mình vào ba chân móc này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn chân móc thứ ba cũng móc một mũi kép đơn tiếp tục móc vào cái phần thân bên cạnh này cũng móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại ở ba mũi móc xích này các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc móc tương tự như ba mũi móc xích ở cánh tay bên này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng Sau khi móc các cái mũi kép đơn đến cuối hàng tiếp tục móc vào cái chân móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng. Ở các cái hàng móc tiếp theo, các bạn cũng móc tương tự cho mình, Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc. Móc thêm các cái hàng móc để đạt được chiều dài từ vai cho đến eo của bé. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái hàng móc đều nhau như thế này thì cái chiều cao này đã vừa đến cái phần eo của bé các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len bây giờ mình sẽ thay màu trắng vào từ cái sợi dây màu trắng này các bạn tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút ta đâm kim vào cái chân móc mũi dời của cái phần thân trước á đây cái chân móc mũi dời này nè các bạn đâm kim vào cái chân móc mũi dời này Đâm kim vào đây. Sau đó kéo cái nút mà mình vừa tạo qua cái chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên của cái phần thân màu hồng, đây, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này Đây, giấu vào Chân kế bên một mũi móc đơn Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc các cái mũi móc đơn đến cuối hàng thì móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau đó cũng móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc á. Móc đến khi ta đạt được cái chiều cao từ cái phần nách đến cái phần ngang hông của bé mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc thì ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc màu trắng như thế này thì cái chiều cao này đã vừa đến cái phần ngang hông của bé bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần biển phía dưới các bạn móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời đây móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì cái phần cài nút này là mặt sau của yếm nè. Đây là phần mặt trước. Các bạn dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào hai cái mũi phía sau. Đây, hai cái phần che mông như thế này. Khoảng cách ở đây là cái khoảng cách che được cái phần mông của bé. Sau khi tạo được một cái khoảng cách ở cái phần sau mông như thế này thì ở cái mặt trước á, cái khoảng cách của mặt trước thì luôn luôn phải nhỏ hơn cái khoảng cách của cái mặt sau nha. Dùng kim đánh dấu đánh dấu lệch qua một bên, lệch qua một bên cái khoảng cách của cái phần mặt sau như thế này. Đây. Đánh dấu vào đây. Đây, cái mặt sau này, cái mặt sau khoảng cách này luôn luôn lớn hơn cái mặt trước nha. Các bạn đếm cho mình cái khoảng cách ở đây cái khoảng cách từ hai cái điểm phía bên hông này ta được 7 mũi móc 7 mũi móc như thế này thì ở phía bên này các bạn cũng đếm cho mình 7 mũi móc và đâm kim vào cái mũi móc thứ 8 á bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần biển phía dưới cái đoạn dây màu trắng cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút ở cái chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu ở phần mông á, đây cái chân móc đầu tiên này, ta gỡ kim đánh dấu ra và đâm kim vào cái chân móc này. Sau đó đưa nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc vừa móc và móc vào cái chân kế bên á, đây cái chân kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn ở cái chân móc sát cái chân móc mà mình đánh dấu và cái chân móc mình đánh dấu á, các bạn cũng gỡ kim đánh dấu ra hai cái chân móc này nè hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân lấy len, đâm kim vào chân móc đầu tiên móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân móc cuối cùng móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim khi trên kim được ba mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại Ở hàng móc tiếp theo này các bạn bỏ qua cái chân móc đầu tiên cho mình, bỏ qua cái chân móc đầu tiên này và móc vào cái chân kế bên á. Móc vào cái chân này một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại. Ở hai chân móc cuối cùng này nè, hai chân móc cuối cùng này các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở hai chân móc cuối cùng này cũng chụm lại cho mình thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục đâm kim vào chân móc móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua, chân móc. Móc kéo len qua hai chân móc trên kim khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim như vậy là mình đã giảm thêm được hai mũi móc ở đầu và cuối như thế này tiếp tục lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên bỏ qua chân móc này và móc vào cái chân móc kế bên móc vào đây một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại ở hai chân móc cuối cùng này hai chân móc này các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân tương tự như cái mũi chụm mà mình vừa móc á cũng chụm lại cho mình thành một chân sau đó cũng móc cho mình thêm một hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc cũng giảm mũi ở đầu và cuối hàng móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở đây mình đã móc lên thêm được bốn hàng móc giảm mũi ở đầu và cuối như thế này đây bốn hàng móc tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở cái hàng móc thứ năm này nè cái hàng móc thứ năm này các bạn cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên bỏ qua cái chân móc đầu tiên này hai chân móc kế bên á hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim thì 3 mũi ở phía dưới ta chụm được một mũi ở phía trên tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại, ở đầu phía bên này các bạn chừa ra cho mình 4 mũi móc, chừa ra 4 mũi móc ở đây, móc đến cái chân móc này nè. Đây, móc đến đây. Chừa ra 4 mũi móc. Móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. ở bốn chân móc cuối cùng này nè hai chân móc kế bên này móc cho mình trộm lại thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt qua hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc ở trên kim tiếp tục hai chân móc cuối cùng này hai chân móc này các bạn cũng trộm lại cho mình thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó móc và kéo len qua ba chân móc trên kim như vậy là bốn mũi móc phía dưới ta chụm được hai mũi móc phía trên như thế này tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này các bạn cũng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc, cũng bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào hai cái chân móc kế bên này. Hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân. Kéo len qua ba chân móc trên kim, tiếp tục các cái chân móc tiếp theo, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại, bốn chân móc cuối cùng cũng chụm lại cho mình hai chân móc liên tiếp chụm lại thành một chân. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc bốn chân móc cuối cùng này cũng chụm lại cho mình hai chân móc liên tiếp chụm lại thành một chân cũng lấy len đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó móc và kéo len qua ba chân móc trên kim và làm tương tự cho hai chân móc cuối cùng móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại Như vậy là ở hàng móc này mình đã giảm được hai mũi móc ở đầu và hai mũi móc ở cuối như thế này. Ở hàng móc tiếp theo này cũng làm tương tự, cũng bỏ qua chân móc đầu tiên, hai chân móc kế bên chụm lại thành một chân, bốn chân cuối cùng thì chụm lại liên tiếp hai chân. Móc cho mình thêm các cái hàng móc tương tự. Bỏ qua chân đầu tiên và móc vào hai chân móc kế bên chụm lại thành một chân. Ở đây mình đã móc lên thêm được các cái hàng móc giảm hai mũi ở đầu và cuối như thế này thì cái độ rộng của hàng cuối cùng vừa đủ với cái phần đũng quần bây giờ mình sẽ tiếp tục móc các cái hàng móc tiếp theo móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại thì ở các cái hàng móc này mình sẽ tiến hành không giảm mũi nữa mà các bạn móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó cũng móc thêm cho mình hai hàng móc bằng với cái hàng móc mà mình vừa móc thì ta có ba hàng móc không thêm mũi đều nhau như thế này tiếp tục lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì mình đã hoàn thành được một cái phần thân sau của cái phần biển như thế này đây bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân trước ở cái sợi len màu trắng các bạn cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài thành một nút. Ta cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu ở đây nè, chân móc đầu tiên của phần mặt trước á, gỡ kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân móc này. Sau đó đưa cái phần nút vừa tạo qua chân móc. Móc và kéo len qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích và bỏ qua cái chân móc đầu tiên, móc vào cái chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cái điểm mình đánh dấu bên này cũng móc cho mình chưa ra hai mũi móc ở đây mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc các cái mũi kép đơn thì ở chân móc mà mình đánh dấu và cái chân móc kế bên này hai chân móc này cũng chụm lại cho mình thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc khi chân kim được 3 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc chân kim móc lên hai mũi móc xích thì cái khoảng cách ở phần hông bên này và phần hông bên này nó sẽ đều nhau các cái mũi móc đều nhau tiếp tục quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo các bạn cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại ở hai chân móc cuối cùng cũng chụm lại cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân sau đó các bạn cũng móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc thì ở cái hàng đầu tiên của phần mặt trước mình giảm được hai mũi móc ở đầu và cuối như thế này các bạn móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự cho đến khi cái số mũi móc của mặt trước bằng với số mũi móc của mặt sau ở đây khác với các cái hàng móc ở mặt sau của biển á, giảm 2 mũi móc ở đầu và cuối thì ở phần mặt trước chỉ cần giảm cho mình một mũi ở đầu và cuối tương tự cho các cái hàng móc tiếp theo số hàng móc ở mặt trước sẽ ít hơn số hàng móc ở mặt sau một hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cái số hàng móc ở mặt trước sẽ ít hơn số hàng móc ở mặt sau một hàng móc như thế này đây thì đây là cái phần mặt trước của body các bạn móc cho mình cái phần cài nút ở phần đũng này nè móc ở cái phần mặt trước của body nha móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Khi được 4 mũi móc đơn liên tiếp tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc kế bên này và móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Móc cho mình cho đến khi ta được 4 mũi móc liên tiếp. Khi được 4 mũi móc liên tiếp thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và bỏ qua cái chân móc kế bên bỏ qua chân móc này và móc vào cái chân móc cuối cùng một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích thì ta đã tạo được ba cái phần lỗ để cài nút ở đây như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần biển ở dưới móc vào cái chân móc đầu tiên bên này móc vào đây cho mình một mũi móc đơn chân móc kế bên là chân móc này đây chân móc kế bên này cũng móc cho mình một mũi móc đơn chân móc kế tiếp là cái chân móc của cái hàng phía dưới này nè đây móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc làm tương tự cho các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc Ở cái chân móc của cái phần hông á, các bạn cũng móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến chân móc cuối cùng của cái phần hông á, đây. Thì ở đây, đây là cái phần mặt sau của body nè, đây là phần mặt sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành bo lại móc vào chân móc đầu tiên này hai mũi móc đơn chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn khi móc được 3 mũi móc như thế này tiếp tục cái mũi móc tiếp theo á cái chân móc tiếp theo là cái hàng móc mà ta giảm hai mũi ở đầu cuối á móc vào đây cho mình cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn chân móc kế bên móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc chân kế tiếp móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn cứ móc xen kẽ cho mình. Chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp hai mũi móc đơn. Sau khi móc xen kẽ các cái mũi kép đơn thì ở mặt sau của cái phần biển đây mặt sau này ta đã tạo được một cái độ bo lại bo lại để ôm sát cái vòng mông của bé như thế này. Đây, bo lại như thế này. Tiếp tục các cái chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình mỗi chân móc móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân móc cuối cùng móc vào đây một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc móc một mũi móc đơn các cái chân móc tiếp theo mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho các cái chân móc còn lại thì ở cái phần viền ban đầu đây là cái chân mà mình móc một mũi móc đơn nè đây các bạn đo sang cho mình thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc bên này một mũi móc đơn sau đó các bạn làm tương tự cho mình làm đối xứng cho mình các cái viền còn lại ở mặt trước thì viền mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn và mỗi chân móc móc cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì ở cái phần mà mình chia lỗ để cài nút á đây nè các bạn móc vào đây cho mình một mũi móc đơn lên một mũi móc xích móc vào cái khoảng trống này nè cái khoảng trống của cái mũi móc xích này Móc vào đây 3 mũi móc đơn cùng một khoảng trống. Thì ta hình thành được một cái lỗ cài nút ở đây. Tiếp tục, các bạn bỏ qua cái chân móc kế bên, bỏ qua chân móc này và móc vào chân móc kế bên á, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế tiếp móc một mũi móc đơn. Chân móc kế bên các bạn bỏ qua chân móc này và móc vào cái khoảng trống kế bên. Đây, cái khoảng trống này, hai cái chân móc ở hai bên của khoảng trống các bạn không móc vào mà móc trực tiếp vào cái khoảng trống này luôn. Móc vào cái khoảng trống này ba mũi móc đơn. Bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Chân bên cạnh móc một mũi móc đơn. Bỏ qua chân móc này và móc vào cái khoảng trống cuối cùng móc 3 mũi móc đơn. Sau đó móc vào cái chân móc bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích thì ở cái phần đũng ta đã tạo ra được ba cái lỗ để cài nút như thế này cài nút điều chỉnh ở đây các bạn cắt len sau đó giấu cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc sau khi giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc thì ở mặt sau của phần bỉm á, mặt sau của phần bỉm ta đã tạo được cái độ bo ở đây đây viền cái phần bo này lại để hai cái phần bo này nó ôm được cái vòng mông của bé phần mặt trước mình sẽ làm cài nút ở đây Để cài lại như thế này Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần ống, viền lại phần ống chân. Tiếp tục tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Ở phần biểm của body, các bạn lật cái mặt trong lại, đây. Ta tiến hành móc viền lại ở cái mặt trong như thế này trước. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Đây, đâm kim vào đây. Sau đó đưa cái phần nút vừa tạo qua chân móc móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Sau đó lên hai mũi móc xích. Bỏ qua hai cái chân móc kế bên này nè, bỏ qua hai chân móc này và móc vào cái chân thứ ba, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Tương tự bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào cái chân thứ ba một mũi móc đơn tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng, cũng móc lên hai mũi móc xích, bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào cái chân thứ ba một mũi móc đơn. Thì ta tạo được các cái lỗ để móc bèo ở đây. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào cái khoảng trống đầu tiên đây đây là cái khoảng trống đầu tiên nè các bạn móc vào đây cho mình bốn mũi kép đơn cùng một khoảng trống hai ba và bốn khi móc được bốn mũi kép đơn như thế này tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống mà mình vừa móc móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích tiếp tục móc vào khoảng trống kế bên đây móc vào cái khoảng trống này bốn mũi kép đơn cùng một khoảng trống một hai ba và bốn ta được thêm một cái phần bèo ở khoảng trống tiếp theo như thế này tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc vào khoảng trống vừa móc móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào khoảng trống kế bên cũng móc vào đây 4 mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Khi móc được 4 mũi kép đơn tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích và móc vào khoảng trống vừa móc một mũi dời. Ở mỗi khoảng trống thì ta sẽ tạo ra được một cái cánh gồm 4 mũi móc như thế này. Làm tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến khoảng trống cuối cùng. Cũng móc lên 2 mũi móc xích móc vào khoảng trống bên cạnh 4 mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Móc lên hai mũi móc xích, móc vào khoảng trống vừa móc một mũi dời. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc vào cái chân móc đơn này nè, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì ta đã viền được một cái phần ống như thế này. Ở phần ống còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình. Cũng bắt đầu hàng móc từ mặt trái của bỉm, Tạo các cái lỗ ở đây, sau đó móc ngược lại các cái cánh như thế này. Sau khi viền lại phần ống chân thì may cho mình 3 hạt nút và móc một cái nơ để trang trí cho cái phần thân trước của body. mục đích mà mình móc lỗ cài nút ở mặt trước của body á là để khi cài nút, khi cài nút như thế này, cài lại ba hạt nút ở đây, thì khi cài lại từ mặt trước nhìn vào sẽ không thấy được cái phần hở ở đây, cái phần hở như thế này. ta được cái phần ống chân như thế này. ở mặt sau của body các bạn cũng may cho mình một hạt nút, may một hạt nút ở phía trong như thế này để ta cài điều chỉnh vừa với cái phần cổ của bé. Như vậy là mình đã hoàn thành được một cái mẫu body cho bé xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công.